thành slide này đánh qua mà anh chạy nè các bạn. Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ lại cái đoạn sông này để mà quay cho các bạn cùng xem những cái anh em xà lan đi qua lại khu vực này đây các bạn. Ở đây thì toàn là những anh em chở gạch tư nha các bạn, cát với lại những cái ống gạch như thế này đây, đây. Đang di chuyển từ từ lên nha các bạn. Cái anh này thì anh đang đi qua mặt cái anh xà lan đậu phía trong bờ đây. Cái con kênh này cũng khá là nhỏ các bạn, cho nên những anh em xà lan đi qua đây thì cũng rất là tỉ mỉ và kỹ càng đây các bạn. Giờ xem anh này anh đang đi lên nha. Này, trời ơi, rất là bự luôn đây các bạn. Đây mình nghe tiếng động cơ anh đang lên liêu ghiêu ở đây các bạn. Ở đây thì cái mực nước nó cũng khá là đổ mạnh nghe các bạn. Quá đã luôn nè. Tới bè luôn đây các bạn. Quá xa luôn. Đang di chuyển lên nha các bạn. Đây, có cái anh đánh ra trước này. Đây, tiếp tục mình sẽ xem cái anh xà lan này nha các bạn. Chiếc này thì nhỏ hơn chiếc lúc nãy một tí. Cũng đang qua mặt cái chiếc xà lan đậu phía trong đây các bạn. Cái anh ở trong này hiện quá bự đây các bạn. Đây, mình sẽ xem đây. Rất là to luôn, trời ơi, con chở nè. Nước nó lút lên đây luôn đây các bạn. Quá đã luôn nè. Các bạn ở đây thì mình thấy chiếc xà lan này ảnh quá trời bự luôn đấy các bạn. Đây, như là cabin trước các bạn, rất là cao luôn. Trời ơi, cục này. Chiếc này chở nguyên một cái thùng phi rất là to đây các bạn. Anh đang di chuyển trên con sông này các bạn. Quá đã luôn. Quá trời bự luôn. Ở trước thì anh sơn màu đen các bạn. Cái phần phía sau thì nguyên cái thùng phi này, thùng phi hình như là chở ga các bạn. Đây rất là to luôn. Đây trên cái thân của ảnh thì có cái cầu thang đi lên ở đây các bạn. Rồi. Rất là hiếm khi gặp những cái anh xà lan mà bự như thế này đây các bạn.
quá trời đã luôn rồi. Đây nguyên cái thằng ở đây các bạn. Trên cái màn hình nhỏ của mình là mình không lấy hết được luôn đấy các bạn. Đây các bạn, anh này anh đang di chuyển tới đây nè. Mình đi theo bước chân của anh thì cái anh này anh đang qua mặt đấy các bạn. Quá trời bự. Quá trời bự, quá trời đẹp luôn. Có chị lái ghe đi xuống tới đây đấy mà. Đây mình có thấy cái chị gái kia đang lái ghe đây các bạn. Rất là kỹ nha, quan sát rất là kỹ luôn nè. Đây cái ghe của chị ấy đây các bạn. Rất là nắng luôn. Đang di chuyển lên nha các bạn. Ở phía trước thì có một cái cầu nè. Trời thì nắng nó hơi đen đen xíu, bạn xem thông cảm nha. Quá trời mọi người. Cabin đằng trước rất là bự đấy các bạn. Wow. Anh đi tới đây mà cái đuôi phần sau còn mới qua cái cầu đó các bạn, mới qua cầu chuyển tọn à.
nước nó đổ xuống rồi, anh bự quá nước nó rút xuống các bạn. Chạy thì cũng không có nhanh đâu các bạn. Quá xa luôn. Đang lên ga nha các bạn. Cái nó đi qua đi lại coi nãy giờ các bạn. Đi chỗ ở đây nữa rồi nè. Quá trời bự rồi. Anh xà lan này anh đánh qua mà anh chạy nè các bạn. Trời ơi luôn kìa. Quá dữ à. Anh rất là thẳm nha các bạn.